Hòn gần tiếng bớt chứ Hòn. Gần tiếng bớt thì chứ phải lên mà. Lại đây thôi.
đứng đông nhưng mà nó cấm người ta thì người ta có bán, người ta không chế, người ta đá khó chịu liền. Đá một cục không dám được riêng của mà nó đương ra nó hiệu quả. Để to lấy đầu.
Thế chút nhất một chút là kém vô bố rồi, nãy cách xa quá không có gì nhúng được nha. Đây thử đậu bên đá chứ.
bây giờ ở đây không có mạng nè bạn ơi. Ông sáu chịu đập người xíu cho Cường ơi. Giữ bột.
sao? Tiếng ơi, tiếng ơi là tiếng ơi. Đâu rồi, đó. Bảo 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 hai nhịp. Rồi bỏ đây, bỏ đây, tập công đi. Tấm đằng kia, tấm đằng kia, tấm đằng kia này, một lót này, một lót một tấm. Đúng rồi, chạy chạy xong đó, lấy cái đầu lên tốt rồi không đó, vậy đi đâu nhẹ nhàng thôi, lấy thiện dí dí lên, dí lên. Quay đầu lại, quay đầu lại. Bắt được nó luôn, bắt được nó luôn.
không nhờ vô được. Là thi là thi mấy người không vô được.
chạy vô. Đừng lát con, lát có phụ huynh tới nữa nha, đừng có lát thả ra đi. Vậy hả? Phụ huynh của anh ấy, phụ huynh của anh, phụ huynh của anh. Bạn đi chơi. Ôi kìa, nó quy trình rồi ta kìa. Ra ngồi trong, ra ngồi trong. Đây, ông mày. Ô, xin tao mang con đường, mang con đường.
chắc rồi vô. Chắc rồi vô. Tôi ép ngực nó lưng lưng nó ngực chắc vô không có rồi. Nhưng mà chúng ta gãi vào cô coi. Cô cho ba mình đứng là đúng không? Lâu nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
siêu tô mà chúng hay siêu tô chứ gì nó chở mình về chứ. Có thu mua mà vô vậy. Yeah.
xe máy tuần không đúng không? Dạ. Dài dẻo. Đây là tao quen em á. Tao quen em á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay ai chậm vậy? Đỡ.